Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình quen thuộc này vào mỗi buổi sáng. Mến chúc quý vị và các bạn có ngày Chủ nhật thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Và bây giờ là những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 5,5 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm. Homestay Long Hồ, điểm đến thú vị cho khách du lịch trong dịp hè 2023. Gia tăng trẻ viêm phổi và bệnh tay chân miệng. Việt Nam xuất khẩu ra thế giới 3,6 triệu tấn gạo. Thưa quý vị, tại Quảng Ngãi, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa khai mạc liên quan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023 với chủ đề là Đất nước con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sau gần 4 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 2012 tác phẩm của 270 tác giả thuộc 10 tỉnh thành phố trong khu vực qua 4 vòng chấm online và 1 vòng chấm trực tiếp. Hội đồng giám khảo đã chọn được 141 tác phẩm của 87 tác giả vào vòng triển lãm và chấm giải. Liên quan là dịp để quảng bá các di sản văn hóa lịch sử đặc sắc, hình ảnh về mảnh đất và con người, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung. Triển lãm diễn ra đến ngày 5 tháng 7. Chiều qua tại tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân tổ chức lễ công bố quyết định hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân. Tại chương trình, ba em là con ngư dân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thuộc huyện Nam Căn và Trần Văn Thời được Lữ đoàn 175, Trung đoàn 551 vùng Nam Hải quân và nhà máy X-55, Cục Kỹ thuật Hải quân nhận đỡ đầu. Các em được hỗ trợ kinh phí thường xuyên là 500.000 đồng một người một tháng, cùng sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và y tế cho đến khi 18 tuổi. Dịp này, dùng năm đã tặng 60 áo phao cứu sinh, 200 lá cờ tổ quốc đến ngư dân địa phương và 3 phần quà, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình ngư dân có con được nhận đỡ đầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng tặng các gia đình ngư dân có con đỡ đầu 3 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Thông tin từ Tổng cục Du lịch. Thưa quý vị, tổng số du khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 5.547.900 lượt người. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 343.000 tỷ đồng. Riêng trong tháng 6 năm 2023, số lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt 975.010 lượt, tăng 6,4% so với tháng 5 năm 2023. Theo Tổng cục Du lịch, điều này cho thấy nhu cầu của du khách quốc tế về du lịch Việt Nam đang phục hồi rất nhanh, ở tốc độ cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Do đó, Việt Nam có cơ hội tốt để thu hút khách quốc tế trong thời gian tới. Tháng 6, thành phố biển nổi tiếng Đà Nẵng chính thức bước vào giai đoạn cao điểm đón khách du lịch. Và năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức trở lại, khiến điểm đến này thêm sức hút với du khách trong và ngoài nước. Tính chung 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón trên 3,5 triệu lượt khách, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái, thậm chí vượt 4,4% so với cùng thời điểm năm 2019. Du lịch ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng vẫn còn rất nhiều khó khăn sau Covid-19, nhưng việc nỗ lực đưa các sự kiện lễ hội sôi động trở lại và mức tăng trưởng ấn tượng về lượng khách là những tín hiệu lạc quan về tốc độ phục hồi của điểm đến này trong năm nay và các năm tiếp theo. Nhằm đón cao điểm du lịch hè 2023, thì nhiều điểm đến du lịch trên cả nước đã mạnh dạn đưa sản phẩm mới vào khai thác, nâng cấp sản phẩm hiện có, khai thác thêm sản phẩm du lịch mới. Theo nhiều đơn vị lữ hành, các tour du lịch biển vẫn sẽ là lựa chọn của phần lớn du khách mùa hè năm nay. Các liên tuyến ở Đông Bắc, Tây Bắc cũng có sức hút du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, khu vực miền Tây sông nước với các tuyến như Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau cũng thường được lựa chọn. Du lịch nội địa mùa hè được xem là cao điểm của ngành du lịch. Các đơn vị lữ hành đều đặt kỳ vọng doanh thu hè sẽ đạt từ 70% kế hoạch năm. Thưa quý vị, với vị trí địa lý thuận lợi trên địa bàn sông nước, thì các điểm du lịch ở Cù Lao Minh thuộc huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long cũng thu hút du khách đến tham quan nghỉ dưỡng trong dịp hè này. Và thế mạnh của các điểm du lịch ở đây là ngoài là dùng sông nước mát mẻ, cây trái sum suê, còn có những điểm nghỉ trong vườn, các homestay thú vị. Và chính những thế mạnh trên đã góp phần giúp các homestay ở vùng Cù Lao này đạt giải thưởng du lịch ASEAN.
Những ngày cuối tuần, tại khu du lịch sinh thái Úc Trinh Homestay thuộc xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, lượng khách khá đông. Đến đây, du khách được trải nghiệm vào cuộc sống thường nhật của người dân miền Tây. Vào buổi tối, du khách còn được tự tay chế biến những món ăn đặc trưng miền Tây mà mình yêu thích. Đến đây thì thứ nhất là đối với tôi là sông nước rất là hữu tình. Người dân ở đây rất là nhiệt tình, mến khách. Ngoài ra đó là còn thưởng thức các cái món ăn đặc sản miền sông nước rất là ngon và rất là lạ so với chúng tôi. Như tại điểm Úc Trinh thì có chương trình Tài tử đèn dầu là chương trình rất là đặc biệt mà chỉ có tại điểm mình mới có thôi. Thì hy vọng là những cái sự chuẩn bị cố gắng về ẩm thực nè, về chương trình tour, về những cái điểm đến và đặc biệt là liên kết với những cái nhà vườn để mà có những cái điểm đến cho khách. Một trong những hoạt động thú vị tại các homestay chính là du khách được thưởng thức những món ăn dân dã miền sông nước. Hay du khách cũng có thể cùng chủ nhà tự tay ra vườn hái rau, câu cá, bắt gà, sau đó tự chế biến thành những món ăn mình ưa thích. Du khách cũng có thể đạp xe dọc các đường làng trải nghiệm cảnh sinh hoạt người dân địa phương. Ngày nay, để góp phần phục vụ đa dạng nhu cầu khách du lịch, vào buổi tối, các chủ cơ sở homestay thường tổ chức buổi giao lưu đơn ca tài tử miệt vườn để du khách thư giãn. Hiện trên địa bàn huyện Long Hồ, có 32 cơ sở lưu trú du lịch, gồm 7 khách sạn, 7 nhà nghỉ, 18 homestay, trong đó có 3 khách sạn đạt chuẩn 1 sao. Ủy ban dân huyện có tập trung chỉ đạo cho các ngành, các cái cơ quan chức năng, đặc biệt là lãnh đạo ủy ban dân của 4 xã Cù Lao, chú trọng tập trung về cái vấn đề là giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Rồi đối với các cái công tác quản lý về các điểm đến du lịch đó, thì trao đổi với các cái cơ sở kinh doanh, các chủ cơ sở kinh doanh là phải đảm bảo về cái chất lượng dịch vụ, làm sao mà phục vụ du khách đảm bảo, giá cả hợp lý, giá cả thì phải như niêm yết tại cơ sở kinh doanh, làm sao tạo được cái chất lượng dịch vụ tốt nhất để phục vụ du khách đến du lịch ở các xã Cù Lao của huyện Long Hồ. Du lịch Long Hồ đang nỗ lực khẳng định những sản phẩm đặc trưng nhất, mang một màu sắc riêng biệt so với các địa phương khác, từng bước khẳng định vị thế du lịch trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin y tế và giáo dục. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Y tế, thì trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận 12.600 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn, kiểm tra, đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng, tăng cường công tác theo dõi người bệnh tay chân miệng đang nằm nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần, để phát hiện, điều trị kịp thời ca bệnh khi có diễn biến nặng lên. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian gần đây thì đơn vị đã tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện do viêm phổi, trong đó có nhiều trẻ bị viêm phổi do mycoplasma với các triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Tại Trung tâm Hô hấp, mỗi ngày tiếp nhận từ 150 đến 160 bệnh nhân điều trị nội trú. Trong đó, các ca nhiễm mycoplasma pneumoniae chiếm khoảng 30%, tương đương 30 đến 40 bệnh nhân nằm điều trị. Trẻ nhiễm vi khuẩn này thường có những biểu hiện viêm lông đường hô hấp, hắt hơi, sổ mũi, sốt liên tục từ 39 đến 40 độ C. Để đảm bảo dự phòng cho trẻ, cha mẹ cần đảm bảo một số nguyên tắc như rửa tay bằng xà phòng, đảm bảo cho trẻ sống trong môi trường sạch sẽ thoáng mát, không tiếp xúc với những trẻ có những biểu hiện ho sốt, cho trẻ có những chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Tuần qua, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 và bước vào thời gian chờ đợi kết quả để xét tuyển đại học. Tuy nhiên, một bộ phận thí sinh đã phần nào chắc chắn với cơ hội vào đại học. Cũng bởi đến thời điểm này, nhiều trường đã bắt đầu công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Năm nay, để tránh sự nhầm lẫn phương thức khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ, thí sinh sẽ chỉ phải chọn mã trường, chọn phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 hoặc phương thức xét tuyển khác.
thí sinh cần phải lưu ý khi đăng ký trên hệ thống của Bộ trong thời gian tới, đồng thời đáp ứng các điều kiện đủ về quy chế tuyển sinh từng ngành và trường mình đặt nguyện vọng. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, các mốc thời gian rất quan trọng với các em chuẩn bị bước vào giai đoạn xét tuyển đại học. Cụ thể là từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7, thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh trên hệ thống. Ngày 5 tháng 7, xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Muộn nhất là vào 17 giờ ngày 8 tháng 7 thì các trường đại học thông báo kết quả xét tuyển sớm. Bên cạnh đó thì các em cũng lưu ý thêm là từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7 thì tất cả thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và còn vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 7 thì sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Liên tục chương trình là thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, vụ thị trường châu Á châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, Philippines nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu ra thế giới 3,6 triệu tấn gạo, trong đó lượng gạo xuất khẩu sang Philippines đạt 1,5 triệu tấn, chiếm 42,3%. Đây là động lực chính giúp kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Philippines trong 5 tháng đầu năm 2023 duy trì ở mức tăng trưởng dương, trong bối cảnh xuất khẩu nhiều loại mặt hàng khác có chiều hướng sụt giảm. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất tiền gửi, niêm yết công khai lãi suất tiền gửi và triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho vay. Theo đó, các tổ chức tín dụng chủ động truyền thông về việc giảm lãi suất cho vay, đồng thời thông tin cụ thể cho khách hàng về chính sách giảm lãi suất cho vay để khách hàng biết và tiếp cận chính sách hỗ trợ. Đối với Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh, thành phố phải theo dõi sát diễn biến lãi suất trên địa bàn để có giải pháp đề xuất phù hợp trong việc triển khai chính sách của Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, thì hiện tại lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc đã được cải thiện. Mực nước hiện tại của các hồ Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bản Chát đều đã cao hơn mực nước chết từ 5m đến 9m. Miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến lưu lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục tăng và có thể đảm bảo vận hành nhà máy, cung cấp điện với phụ tải trung bình khoảng 421 đến 425 triệu kWh một ngày. Theo số liệu thống kê, sản lượng điện toàn hệ thống trong ngày 30 tháng 6 tăng so với ngày 29 tháng 6 là 21 triệu kWh, công suất đỉnh tăng 1.423 triệu kWh. Sản lượng điện và công suất đỉnh tại miền Bắc cũng tăng tương ứng là 26,2 triệu và 1.456 triệu kWh. Theo quy định thì đầu tháng là ngày điều hành giá bán lẻ một số mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Tuy nhiên do rơi vào ngày nghỉ thứ Bảy nên kỳ điều hành giá sẽ chuyển sang ngày mai thứ Hai, 3 tháng 7. Dựa trên diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 3 tháng 7, xăng trong nước có thể giảm từ 100 đến 300 đồng một lít, trong khi dầu diesel có thể tăng 100 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tiếp tục giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh người đi bộ băng qua đường không đúng nơi quy định, thậm chí có người trèo qua giải phân cách để sang đường vẫn thường diễn ra. Hành vi này rất dễ dẫn đến mất an toàn giao thông, cần phải được xử lý nghiêm. Hiện nay, ngành giao thông vận tải đã lắp đặt các biển báo chỉ dẫn, đèn tín hiệu, sơn kẻ vạch, hướng dẫn giao thông khá đầy đủ trên hầu hết các tuyến đường, các nút giao thông cho người đi bộ. Tuy nhiên, do ý thức không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, một bộ phận người dân vẫn cố tình vi phạm khi đi bộ không đúng phần đường, đi xuống lòng đường, trèo qua giải phân cách để sang đường, thậm chí qua đường nhưng không theo tín hiệu đèn giao thông. Đi bộ thì không đúng tiếng, mình chạy cũng như mình cái đột ngột xe thắng gấp quá thì xe nó bị quơ qua mình, tay lái nó không vững được á, gây khó khăn cho mình. Đi trên tuyến quốc lộ quá, rồi không có gạch kẻ cho người đi đường á, thì ho băng qua lộ làm ảnh hưởng giao thông, làm cho tài xế rồi trở tay không kịp. Đi qua lộ thì đi cho đúng dập quy định qua đường,
để khỏi gây thiệt hại cho bản thân của mình và cho người khác. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp xảy ra tai nạn giao thông do người đi bộ vi phạm luật giao thông, mà chủ yếu là qua đường không quan sát, không đúng chỗ, vượt giải phân cách. Theo quy định, người đi bộ muốn qua đường phải chờ ở giao lộ tại các vạch sơn dành cho người đi bộ. Khi đèn xanh bật sáng thì mới được sang đường. Hiện nay tình trạng người đi bộ đi không đúng phần đường quy định, không đúng vạch kẻ đường còn diễn ra. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông. Theo quy định, Nghị định 100 quy định mức phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng. Đối với hành vi vi phạm nêu trên, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ chỉ đạo lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhất là cái vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Để hạn chế các nguyên nhân gây mất trật tự an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng tham gia giao thông cho người đi bộ. Cảnh báo, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp người đi bộ vi phạm nhằm góp phần hạn chế nguy cơ gây tai nạn giao thông.